Trâm xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Thời sự 365, kênh thông tin tổng hợp những tin tức an ninh an toàn đáng chú ý trong nước và quốc tế. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện đáng chú ý nào? Xin mời quý vị và các bạn đồng hành cùng chúng tôi tới với chuyên mục điểm những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Chiều 11 tháng 11, hàng loạt tỉnh có F0 cộng đồng, dịch ở đồng bằng sông Cửu Long căng như dây đàn. Ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày lại trên 1.000, Thành phố Hồ Chí Minh chủ động đánh chặn từ xa. Dịch diễn biến khó lường, Thái Nguyên siết chặt kiểm soát người đến địa phương. Xử phạt công ty thủy sản để bùng ổ dịch lớn nhất tỉnh với hơn 1.000 ca mắc. Chiều ngày 11 tháng 11, hàng loạt tỉnh có F0 cộng đồng, dịch ở đồng bằng sông Cửu Long căng như dây đàn. Chiều ngày 10 tháng 11, phát biểu trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ, tình trạng dịch ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long tuy số nhiễm vẫn còn ít nhưng căng như dây đàn vì vaccine chưa phủ hết, hệ thống y tế còn yếu. Vì thế bên cạnh tiếp tục thúc đẩy mạnh tiêm vaccine, thực hiện 5K, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục giám sát y tế thật nghiêm ngặt, phải chủ động toàn bộ nguồn cung về công nghệ, sinh phẩm xét nghiệm, chuẩn bị sẵn sàng thuốc điều trị, nâng cao năng lực y tế. Trong ngày 10 tháng 11, diễn biến dịch ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long rất phức tạp. Cụ thể, Cần Thơ ghi nhận 579 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, trong đó 111 ca trong khu cách ly. Số cách ly tại nhà là 173 và 169 ca cộng đồng. Số ca mắc COVID-19 ở Cần Thơ từ ngày 8 tháng 7 đến nay là 10.989 ca, đã điều trị khỏi 6.965 ca. An Giang ghi nhận 597 F0, tăng 147 ca so với hôm qua. Trong đó ca cộng đồng rất cao 263 và 5 nhân viên y tế. Tổng số trường hợp mắc COVID-19 từ ngày 15 tháng 4 đến nay là 15.681 trường hợp, có 19 trường hợp tái dương tính. Đồng Tháp phát hiện 274 ca mắc mới, giảm 105 so với hôm qua, gồm 20 ca về từ vùng dịch, 74 ca trong các cơ sở cách ly y tế, 2 ca trong cơ sở điều trị, 150 ca trong khu phong tỏa, 28 ca trong cộng đồng. Sóc Trăng ghi nhận 299 trường hợp mắc mới COVID-19, trong đó có 170 trường hợp là F1 chuyển thành F0, 81 trường hợp cộng đồng, 29 trường hợp phát hiện trong khu vực phong tỏa và 19 trường hợp về từ vùng dịch. Bạc Liêu có 234 trường hợp có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 130 ca cộng đồng. Cà Mau ghi nhận 180 ca mắc COVID-19, trong đó có 90 ca đang cách ly, 8 ca trong khu phong tỏa và 76 ca trong cộng đồng. Vĩnh Long ghi nhận 157 ca, trong đó 45 trường hợp cộng đồng, 33 trường hợp qua khám sàng lọc tại cơ sở y tế, 55 trường hợp là F1 được cách ly tập trung trước đó và 24 trường hợp xét nghiệm sàng lọc tại một công ty. Trà Vinh ghi nhận 74 ca mắc COVID-19. Như vậy, đến sáng ngày 10 tháng 11, tỉnh Trà Vinh ghi nhận 3.699 ca mắc COVID-19, trong đó 2.184 bệnh nhân khỏi bệnh, 27 trường hợp tử vong. Bến Tre ghi nhận có 80 ca mắc COVID-19, tổng ca mắc toàn tỉnh là 3.007 F0, trong đó 2.207 ca được chữa khỏi đã xuất viện, 53 ca tử vong và 747 ca đang điều trị. Trong ngày 10 tháng 11, Việt Nam ghi nhận 7.918 ca COVID-19 mới tại 59 tỉnh thành. Bộ trưởng Bộ Y tế bày tỏ quan ngại khi dịch COVID-19 có dấu hiệu tăng trở lại ở một số địa phương. Chính phủ, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường chống dịch. Từ giờ đến cuối năm, dịch diễn biến phức tạp, trong khi nhiều người dân có tâm lý chủ quan, một số người dân không áp dụng khuyến cáo 5K, Bộ trưởng nói. WHO đưa khuyến cáo chung, dịch không thể kết thúc trong năm 2022, hy vọng 2023, COVID-19 trở thành bệnh theo mùa. Đây là đại dịch chưa từng có trong tiền lệ, biến chủng liên tục, chủng gốc tốc độ lây lan vừa phải, biến chủng Delta lây lan nhanh. Vì thế các địa phương phải hết sức quan tâm chống dịch từ nay đến cuối năm, tăng phủ vaccine để giảm mắc, giảm tử vong. Hà Nội ghi nhận 140 ca dương tính. Sở Y tế Hà Nội cho biết ngày 10 tháng 11 ghi nhận 140 ca COVID-19. Trong đó 28 ca cộng đồng, 67 ca tại khu cách ly, 45 ca tại khu phong tỏa. Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội dự báo tình hình dịch bệnh của thành phố sẽ vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường. Tiến sĩ Hà cho hay, trên cơ sở diễn biến dịch COVID-19, Hà Nội sẽ tiếp tục điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch cũng như các biện pháp cách ly để đảm bảo vừa thực hiện đúng các quy định tại Nghị quyết 128, vừa phù hợp thích ứng linh hoạt với tình hình cụ thể của địa phương. Hà Nam thêm 6 F0. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam, trong ngày 10 tháng 11 trên địa bàn tỉnh Hà Nam ghi nhận 6 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 2 ca phát hiện thông qua sàng lọc tại cơ sở y tế. Nam Định xác nhận 30 trường hợp dương tính.
Theo thông tin từ Sở Y tế Nam Định, trong ngày 10 tháng 11, toàn tỉnh Nam Định phát hiện thêm 30 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 19 ca được phát hiện tại cộng đồng. Trong số 19 ca mắc COVID-19 có yếu tố cộng đồng, thì 18 ca được ghi nhận tại huyện xã Nam Mỹ, huyện Nam Trực, nhiều ca là học sinh. Thái Bình ghi nhận 3 F0. Ngày 10 tháng 11, tỉnh Thái Bình ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 2 trường hợp làm mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Phổi Thái Bình, công dân của tỉnh Nam Định, và 1 trường hợp ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa Thái Bình, công dân xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư. Thanh Hóa thêm 42 ca mắc mới. Trong 24 giờ qua, Thanh Hóa ghi nhận 42 ca mắc COVID-19, trong đó 20 trường hợp lây nhiễm trong tỉnh, còn lại là các trường hợp trở về từ những tỉnh, thành phố khác đang thực hiện cách ly theo quy định. Tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận 1.430 bệnh nhân COVID-19, có 870 người được điều trị khỏi bệnh ra viện, 8 bệnh nhân tử vong. Nghệ An có 32 F0, 3 ca cộng đồng. Ngày 10 tháng 11, Nghệ An ghi nhận 32 trường hợp mắc COVID-19 mới, trong đó có 29 ca được cách ly từ trước, 3 ca cộng đồng được phát hiện tại thành phố Vinh. Trong ngày có 21 bệnh nhân COVID-19 được ra viện và thêm 1 bệnh nhân tử vong. Nâng số bệnh nhân tử vong vì COVID-19 từ đầu mùa dịch tới nay của địa phương này là 21 ca, hiện còn 451 bệnh nhân đang điều trị. Hà Tĩnh tiếp tục ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Trong ngày 10 tháng 11, Hà Tĩnh ghi nhận 16 ca mắc COVID-19, trong đó có 4 ca cộng đồng, 8 ca tại khu vực phong tỏa, các trường hợp còn lại đã được cách ly tập trung. Từ ngày 4 tháng 11 đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 119 ca mắc COVID-19, trong đó có 27 ca trong khu vực phong tỏa và 52 ca trong cộng đồng. Quảng Bình ghi nhận 8 ca mắc mới. Ngày 10 tháng 11, Quảng Bình ghi nhận 8 ca mắc mới, trong đó có 2 trường hợp trong khu cách ly, 6 người về từ vùng dịch, trong ngày cũng có thêm 5 trường hợp khỏi bệnh và xuất viện. Tính đến ngày 10 tháng 11, Quảng Bình đã ghi nhận 2.106 ca mắc COVID-19, có 1.994 người đã khỏi bệnh và xuất viện, hiện còn 106 trường hợp đang tiếp tục điều trị. Tỉnh Quảng Bình cũng đã tổ chức tiêm trên 534.000 mũi vaccine phòng COVID-19 và có 70.000 người đã tiêm đủ 2 mũi. Quảng Trị có 11 F0. Trong 24 giờ qua, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 6 trường hợp phát hiện qua giám sát cộng đồng tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, 4 trường hợp là F1 và 1 trường hợp về từ phía Nam. Đến nay, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 538 ca mắc COVID-19, đang điều trị 67 trường hợp. Ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày lại trên 1.000, thành phố Hồ Chí Minh chủ động đánh chặn từ xa. Thưa quý vị, kích hoạt các trạm y tế lưu động và các đội phản ứng nhanh chuẩn bị lực lượng dự bị chống dịch, thí điểm đưa bác sĩ mới ra trường xuống cơ sở là những bước đi chủ động đang được ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhằm ứng phó với tình hình dịch bệnh tăng trở lại. Trước bối cảnh số lượng F0 có xu hướng tăng trở lại, ông Tăng Chí Thượng, giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn khẩn chỉ đạo bổ sung thêm 33 trạm y tế lưu động bên cạnh 222 trạm hiện có. Đây là giải pháp đánh chặn từ xa nhằm kiểm soát diễn biến sức khỏe của các F0 ngay từ đầu, tránh chuyển nặng dồn lên tuyến trên gây vỡ trận như lúc trước. Số liệu cập nhật trên cổng thông tin COVID-19 cho thấy, sau một thời gian số ca mắc duy trì dưới 3 con số, 3 ngày gần đây, số ca mắc vượt 1.000 ca. Huyện Nhà Bè, Hóc Môn, Bình Chánh, Cần Giờ và quận 12, Gò Vấp, Bình Tân, thành phố Thủ Đức là các địa phương ghi nhận có số ca mắc cao theo ngày. Lý giải điều này, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, ngoài nhóm nguy cơ chưa tiêm vaccine trở lại thành phố từ các tỉnh gần đây, một phần đến từ nhóm người đã tiêm vaccine đủ 2 mũi. Với nhóm này, mặc dù nhiễm nhưng ghi nhận đa số không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, do đó trước mắt ngành y tế chỉ cần theo dõi, sát để nắm bắt, nếu chuyển nặng sẽ cung cấp oxy và chuyển vào bệnh viện điều trị kịp thời. Việc kích hoạt trạm y tế lưu động cũng là một trong các kế hoạch giải quyết vấn đề nêu trên. Trong số 33 trạm y tế lưu động được bố trí bổ sung, riêng quận 12 thêm 20 trạm, huyện Bình Chánh thêm 8 trạm, huyện Hóc Môn thêm 4 trạm và quận Bình Tân 1 trạm. Ngay trong ngày 9 tháng 11, các quận huyện đã khẩn trương bố trí địa điểm cho các trạm y tế lưu động đi vào hoạt động. Ở các địa phương có số ca mắc tăng cao, ngoài việc phải kích hoạt trạm y tế lưu động, đã dần hình thành trở lại đội phản ứng nhanh, chủ động hỗ trợ người dân trong tình huống phát sinh dịch. Theo ông Châu, nếu lúc trước một trạm y tế chăm sóc cho khoảng 100 người F0, thì hiện nay khả năng chăm sóc đến 200 người F0, thậm chí nhiều hơn nữa. Trong số 100 người F0 chỉ có 2-3 trường hợp chuyển nặng cần hỗ trợ oxy. Ông Châu nói, khi các lực lượng chi viện rút, nhìn chung đến lúc này, lực lượng y tế của thành phố vẫn đang đảm đương được nhiệm vụ.
Ngoài lực lượng y tế cơ sở, các bác sĩ ở bệnh viện cũng được điều động xuống tận địa bàn dân cư, thiết lập các trạm y tế lưu động đánh chặn từ xa. Với việc phát hiện sớm và điều trị sớm cho người F0 ngay tại địa bàn, hy vọng tỷ lệ chuyển nặng sẽ giảm và chỉ có những người suy hô hấp mới chuyển về các bệnh viện tầng trên. Điều ông Châu khá lo ngại là liệu có xuất hiện thêm biến chủng virus nào mới hay không, bởi gặp biến chủng mới nếu vaccine không mang lại hiệu quả thì có nghĩa rằng số ca mắc chuyển nặng và tử vong sẽ tiếp tục tăng cao. Do đó, ngoài giải pháp tạm thời là kích hoạt các trạm y tế lưu động, đội phản ứng nhanh và huy động lực lượng dự bị chống dịch, ngành y tế xác định giải pháp căn cơ lâu dài là tổ chức luân chuyển các bác sĩ mới ra trường về làm việc tại các trạm y tế. Điều này theo ông sẽ góp phần đảm bảo luôn có bác sĩ tại các trạm y tế để ứng phó với các chủng biến thể của virus trong tương lai. Ông Châu cho biết, ngành y tế đã chủ động chuẩn bị tất cả các kịch bản ứng phó sát với số ca mắc tăng trở lại. Dù số ca mắc tăng nhưng theo ông, số ca chuyển nặng và tử vong không tăng. Đây là tín hiệu đáng mừng cho bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt và bỏ qua quan điểm không Covid-19. Ông Châu nói, Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay bao phủ vaccine khá cao, đa số F0 phát hiện đều được tiêm vaccine đầy đủ và có hệ thống chăm sóc y tế tại nhà. Nếu tiếp tục theo dõi sát các trường hợp F0 này, dù số ca có tăng vẫn có thể sống chung với Covid-19. Theo ông Châu, hiện mỗi ngày Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp chặt với Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Thành phố Hồ Chí Minh theo dõi biến động số F0 mới tại từng địa phương, điều trị các F0 tại nhà, các trường hợp nhập viện. Qua giám sát cũng ghi nhận tỷ lệ ca mắc COVID-19 chuyển nặng, tử vong không nhiều như trước đây. Một số ít trường hợp chuyển nặng rơi vào nhóm đối tượng chưa tiêm ngừa, cao tuổi, có bệnh nền và điều trị hồi sức dài ngày trong bệnh viện. Về số ca tử vong chưa giảm sâu, ông Châu cho biết hiện toàn thành phố chỉ còn trên 200 ca thở máy xâm lấn. Các trường hợp tử vong đa số là bệnh nhân cũ, điều trị hồi sức dài ngày. Dù lực lượng y tế nỗ lực cứu chữa nhưng nhiều người trong số đó khó qua khỏi. Về vấn đề quan trọng hiện nay, chúng tôi đang giám sát là có trường hợp nào tử vong mới hay không để có chính sách xử lý phù hợp. Nói chung là còn quá sớm để lạc quan nhưng không quá bi quan bởi Thành phố Hồ Chí Minh đang có các kịch bản ứng phó với các tình huống dịch phát sinh sắp tới. Trao đổi với báo, ông Nguyễn Tri Thức, giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy cho rằng, việc đúc kết lại kinh nghiệm từ các đợt dịch trước đó, Thành phố Hồ Chí Minh phải chuẩn bị kế hoạch cho một đợt dịch mới với biến chủng mới kháng vaccine. Ông Thức nói, đợt dịch vừa qua là bài học rất là đắt giá, thành phố đã trải nghiệm, hiểu rất rõ bài học này. Với tình hình hiện tại và sắp tới, bài học này sẽ là kinh nghiệm xương máu để thành phố có các chiến lược chống dịch hiệu quả, không lặp lại các thất bại xuất phát từ nguyên nhân chủ quan vừa qua. Và việc ngành y tế triển khai hàng loạt biện pháp như kích hoạt trạm y tế lưu động, các đội phản ứng nhanh, theo ông là việc làm cần thiết lúc này để đánh chặn từ xa. Ngoài ra, ông đánh giá số ca mắc tăng trở lại là điều rất bình thường, bởi khi mở cửa thì chắc chắn số ca F0 sẽ tăng và đều đã nằm trong dự liệu của ngành y tế và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, số ca chuyển nặng và tử vong không nhiều, đa số tồn dư từ các bệnh nhân cũ hồi sức dài ngày hoặc tập trung vào các bệnh nhân có bệnh lý nền nặng, cao tuổi và chưa tiêm vaccine. Ông Thức nói, do đó, theo tôi, không nên quá lo lắng mà hãy tuân thủ áp dụng nghị quyết 128 của Chính phủ trong việc vừa chống dịch vừa mở cửa phát triển kinh tế xã hội. Dịch diễn biến khó lường, Thái Nguyên siết kiểm soát người đến địa phương. Thưa quý vị, nhận định dịch khó lường tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục siết chặt kiểm soát người đến về địa phương dựa trên số lượng mũi vaccine phòng COVID-19 đã tiêm. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành văn bản gửi các cơ quan liên quan trên địa bàn về việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát dịch COVID-19. Nội dung văn bản thể hiện tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có những diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao. Kể từ ngày 1 tháng 11 đến nay, Thái Nguyên đã xuất hiện nhiều ổ dịch mới phức tạp, trong đó có trường hợp F0 không rõ nguồn lây. Để kiểm soát dịch hiệu quả, tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi sức khỏe đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ cao, có dấu hiệu nghi mắc COVID-19, người về từ các địa phương có diễn biến dịch phức tạp như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và nhiều tỉnh thành, trừ các trường hợp đi thực thi công vụ tùy theo số lượng mũi vaccine đã tiêm. Cụ thể, người đã tiêm đủ vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, tính đến thời điểm về địa phương, sẽ phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày, không đến nơi đông người trong vòng 7 ngày tiếp theo và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Người mới tiêm một mũi vaccine thì thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày về địa phương, không đến nơi đông người trong 7 ngày tiếp theo và xét nghiệm vào ngày thứ nhất và ngày thứ 7 kể từ ngày về địa phương. Những người chưa được tiêm vaccine thì sẽ thực hiện cách ly 14 ngày từ ngày về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 14 ngày tiếp theo. Bên cạnh đó, Thái Nguyên yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ quan, công sở tuân thủ và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch.
có phương án bố trí cho người lao động ở lại tỉnh, hạn chế tối đa việc để người lao động ra vào tỉnh và về thăm nhà trong thời điểm này. Các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ công sở nêu trên tổ chức xét nghiệm hoặc test nhanh cho các trường hợp người lao động mới được tuyển dụng vào làm việc, người lao động có các triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, người lao động người cung cấp dịch vụ hàng hóa trở về đến từ các tỉnh thành phố có diễn biến phức tạp. Đồng thời, định kỳ tổ chức xét nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên cho cán bộ, công nhân viên, người lao động của cơ quan đơn vị, trong đó tập trung chủ yếu cho người làm việc tại các vị trí có nguy cơ lây mắc COVID-19. Tỉnh Thái Nguyên giao Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh chỉ đạo đội liên ngành tiếp tục thực hiện việc xét nghiệm test nhanh kháng nguyên cho lái xe và toàn bộ hành khách trên các phương tiện vận tải hành khách từ các tỉnh, thành phố có nguy cơ cao khi vào địa phương, đảm bảo thực hiện hiệu quả thông qua các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. Xử phạt công ty thủy sản để bùng ổ dịch lớn nhất tỉnh với hơn 1.000 ca mắc. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thị xã Gia Giai, tỉnh Bạc Liêu có quyết định xử phạt đối với công ty thủy sản Tấn Khởi. Đây là công ty bùng phát ổ dịch COVID-19 lớn nhất từ trước đến nay của tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thị xã Gia Giai ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thủy sản Tấn Khởi có địa chỉ tại phường 1, thị xã Gia Giai, tỉnh Bạc Liêu do ông Nguyễn Tấn Khởi, sinh năm 1972, làm giám đốc với số tiền 20 triệu đồng. Ngoài ra, thì Ủy ban Nhân dân thị xã Gia Giai cũng xử phạt đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy sản Châu Bá Thảo có địa chỉ tại phường Láng Tròn, thị xã Gia Giai do ông Châu Bá Thảo, sinh năm 1956, làm giám đốc với số tiền 20 triệu đồng. Theo Ủy ban Nhân dân thị xã Gia Giai, công ty thủy sản Tấn Khởi và công ty thủy sản Châu Bá Thảo đã có hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Cụ thể, không lấy mẫu xét nghiệm định kỳ hàng tuần cho công nhân, người lao động trong công ty nên không phát hiện kịp thời ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 tại công ty. Quyết định của Ủy ban Nhân dân thị xã Gia Giai cũng cho biết, tình tiết tăng nặng vi phạm của hai công ty này dẫn đến lây lan dịch bệnh cho nhiều người trên diện rộng. Như báo chí đã đưa tin, ngày 19 tháng 10, nữ công nhân tên T, ngụ xã Phong Tân, thị xã Gia Giai làm công việc lột tôm ở công ty thủy sản Tấn Khởi, đưa người nhà đi khám bệnh ở trung tâm y tế thị xã Gia Giai. Tại đây, chị đã được test nhanh cho kết quả dương tính và sau đó xét nghiệm PCR khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Từ ca mắc này, ngành chức năng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng, ghi nhận chỉ trong 24 giờ, từ 6 giờ ngày 19 tháng 10 đến 6 giờ ngày 20 tháng 10 đã có 50 F0. Sau khi bùng phát, ổ dịch này tiếp tục lây lan không riêng gì trên địa bàn thị xã Gia Giai mà lan rộng ra một số địa phương khác như huyện Đông Hải, huyện Phước Long đến nay với hơn 1.000 ca mắc COVID-19. Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an tỉnh Bạc Liêu xác định không có dấu hiệu hình sự nên không khởi tố vụ án mà chỉ có vi phạm hành chính. Châu Âu thành tâm bão COVID-19, Nga vượt Mỹ về tỷ lệ tử vong. Thưa quý vị, trong tuần qua, châu Âu là nơi duy nhất trên thế giới ghi nhận cả số ca mắc và tử vong vì COVID-19 tăng khi bão COVID-19 quay trở lại khu vực này. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trong tuần tính đến ngày 7 tháng 11, số ca tử vong do COVID-19 toàn cầu giảm 4%. Tất cả các khu vực đều giảm, ngoại trừ châu Âu. Cụ thể, số ca tử vong do COVID-19 ở châu Âu tăng khoảng 10%. Báo cáo cho biết, trong tuần thế giới có thêm 3,1 triệu ca COVID-19 mới, tăng khoảng 1% so với tuần trước. Trong đó, gần 2/3 số ca nhiễm toàn cầu, khoảng 1,9 triệu ca ghi nhận ở châu Âu. Số ca mắc mới tuần qua ở châu Âu tăng 7% so với tuần trước đó. Nga, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức là những nước có số ca mắc mới cao nhất. Đây là tuần thứ 6 liên tiếp số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 ở khu vực này tăng. Moscow Times dẫn số liệu của Bộ Y tế Nga cho biết, trong ngày 10 tháng 11, Nga tiếp tục ghi nhận ngày có số ca tử vong do COVID-19 kỷ lục với 1.239 ca trong vòng 24 giờ. Số người chết vì COVID-19 liên tiếp lập kỷ lục mới. Lần đầu tiên kể từ khi dịch bùng phát, Nga vượt qua Mỹ trở thành quốc gia có số người tử vong vì COVID-19 trong tuần cao nhất thế giới. Vượt qua Mỹ, nước này ghi nhận trung bình khoảng 40.000 ca mắc và hơn 1.100 ca tử vong mỗi ngày kể từ cuối tháng 10. Số ca mắc và tử vong do COVID-19 ở Nga gia tăng trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng vaccine ở nước này còn thấp, trong khi người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch một cách lỏng lẻo. Tính đến nay, chưa đầy 40% trong số gần 146 triệu người dân Nga đã tiêm chủng đầy đủ vaccine COVID-19. Trong khi đó, tại Đức, hơn 67% dân số đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, nhưng số ca COVID-19 có xu hướng tăng mạnh trở lại gần đây.
Hôm 5 tháng 11, Đức ghi nhận hơn 37.000 ca mắc mới, cao nhất kể từ đầu dịch. Đức cũng ghi nhận tuần có tỷ lệ mắc COVID-19 cao chưa từng thấy, khoảng 201 ca trên 100.000 người. Theo giới chuyên gia, hai trong số các yếu tố khiến Đức đối mặt với một đợt bùng phát dịch mạnh là do tỷ lệ tiêm chủng đang chững lại, trong khi đó, mức độ bảo vệ do vaccine tạo ra trong dân cư có xu hướng giảm sau 6 tháng kể từ khi tiêm mũi thứ hai. Tại Pháp, Bộ trưởng Y tế Olivier Véran cho biết, Pháp đang ở giai đoạn đầu của làn sóng COVID-19 thứ 5. Một số nước láng giềng đã bước vào làn sóng thứ 5 COVID-19, trong khi Pháp dường như chỉ mới bắt đầu. Bộ trưởng Véran nói, số ca nhiễm mới theo tuần ở Pháp tăng với tỷ lệ hai con số kể từ giữa tháng 10. Tuần trước, Giám đốc WHO phụ trách châu Âu Hans Kluge nhận định, khu vực này đang trở thành tâm dịch của thế giới. Ông cảnh báo châu Âu có thể ghi nhận thêm 500.000 ca tử vong từ nay cho đến tháng 2 năm 2022 nếu các nước không hành động quyết liệt hơn nữa để ngăn đà lây lan của virus.